Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Trước đó, ban tổ chức đã bình chọn và công nhận 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, Đồng Tháp có 1 nông dân và 1 hợp tác xã tiêu biểu được biểu dương. Nông dân Đồng Tháp được biểu dương là ông Trần Văn Lớn, sinh năm 1959 ở xã Định An, huyện Lấp Vò, với thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cá nhân ông đã đóng góp xây dựng nông thôn mới 156 triệu đồng, 60 ngày công lao động, đóng góp an sinh xã hội 50 triệu đồng một năm, mua xe chuyển bệnh trị giá 700 triệu đồng, tham gia xây dựng 2 cây cầu bê tông kiên cố, vận động xây dựng nông thôn trị giá hàng trăm triệu đồng. Ông cũng là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền, với diện tích sản xuất là 27 hectare, thu nhập mỗi năm hơn 3 tỷ 100 triệu đồng. Về hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc, năm nay, tỉnh Đồng Tháp có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười được vinh danh. Thời gian qua, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi đứng ra làm đầu mối cho nông dân liên kết với 4 công ty về sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức 53 lớp tập huấn về mô hình canh tác mới để đạt năng suất cao hơn. Năm 2024, Hợp tác xã được chọn thực hiện thí điểm mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh.